sau khi ăn được cho mình con bùa đỏ thì Yavan hình như đang muốn hướng lên đường trên, trong khi đó Giang Kiêu vẫn chưa có cho mình cấp độ 3, chưa có cho mình cấp độ 2. Một cái pha gọi là quỷ ba tốc biến chính xác, và tốc khủng có tốc biến nhưng mà không thoát được rồi. Chiến công đầu dành cho Chị Minh Chi. Ui, tốc khủng quá, gọi là kinh suất trong đội hướng thi đấu vừa rồi. Lại tiếp tục nó làm một huyết trụ, ăn rất nhiều huyết trụ. Ba huyết trụ rồi. Cuối cùng đang có nhiều dữ giao chân rồi, thường trăm điệu còn đó cho mình một trăm máu của Rakan. Minh Chi đang có mặt ở đây, đáng ghét cũng có mặt ở đây, quyết định là quang lồng đèn ống về. Không giao tranh trong tình huống này, đang rút về, tốt khủng đang phải lui lại. Giang Kiêu đang đi lên, không chạy được đâu. Đúng rồi, rồi mạng dành cho Giang Kiêu, solo kill dành cho đường trên của bên phía team Lido. Minh Quân cũng như là đáng ghét đang làm tốt ở cái đường dưới này, đang có cho mình gọi là chiến thuật danh lệch cho một cái thế lính gọi là cực kỳ đẹp. Phải giúp cho bị phá rồi, phải giúp có thể nằm xuống cái tình huống này, nhưng mà Hio là người nằm xuống đầu tiên. Phải giúp còn đó cho mình chấm máu tốc biến luôn. Tốc biến chạy đó là vị trí của đáng ghét. Ây à, lỗi quá. Nếu như mà làm chuẩn xác hơn thì khả năng là có mạng rồi, nhưng mà thường Hio không có mặt ở trong cái thời điểm đó. Đã che rồi, thường sạch điệu vừa mới che cái lòng đèn bấm vô rồi, khả năng Hio sẽ phải nằm xuống. Mạng dành cho ai đây, mạng dành cho Minh Quân. Minh Chui lại combo lao vào né rất tốt. Linh Chi mạng tiếp theo dành cho tan dở rồi. Là thì dưới khó dành cho bên phía team Dino rồi. Còn đó cho mình là một bình rút quý vị, đang khá là mạnh. Ui, lại tiếp tục là đánh nhau lần này đi. Solo kill dành cho Giang Kiêu, hai mạng hạ gục rồi. Đây là lần thứ 3 mà tốc khủng nằm xuống. Pha này phải coi lại. Một tình huống mà lên khá cao, Q1 thì Q2 kéo về, Q3 tốc biến dứt điểm, đó chính là Giang Kiêu. Solo kill dành cho Giang Kiêu. Quyết định đài chủ hay không đây? Rồi. Tốc khủng bị kéo xuống, một phải sử dụng cho mình là tốc biến. Khả năng làm xuống lại, nằm xuống ở mạng thứ tư. Một pha combo tốc biến của Yavan hơi mù mắt nhẹ. Nhưng mà tấp khủng mà vừa rồi thì tôi cảm giác tấp khủng đang phản ứng là cái di đúc của bên phía Giang Kiêu là hơi chậm. Đáng ghét đang có mặt ở đây, đã thấy vị trí của Linh Chi rồi, Linh Chi đã phải nằm xuống rồi. Đáng ghét có được cho mình cái mạng của Linh Chi, sao còn đây thì Oriana cũng đã tới. Giang Kiêu, Oriana có được cho mình cái mạng sách đao rồi. Dạ, thắng vào Rovip mới có 13 phút thi đấu mà anh ta farm được 151 con. Kèo này thì thắng Probit hình như là hát lính rồi, để ra lính về chơi rồi. Chứ không thể nào mà ở phút thứ 13 mà farm 150 chỉ số lính như này được. Vị trí combo vào nhưng mà hụt rồi, đang bị cào rất đau đến từ vị trí của đáng ghét. Hụt rồi, cào liên tục rồi. Một pha sai lầm của Linh Chi, tốc biến lên kéo nhưng mà kéo hụt đến từ vị trí của Tekika. Oh my god. Có một pha nãy tốc biến ma thuật lên kéo trúng vị trí của Minh Quân. Pha này Chris kéo không còn tốc biến nữa rồi, nhảy lên vào bị sóng âm nhưng không kịp. Tóc thì nằm xuống rồi, Linh Chi quay lại cứu nhưng mà bị sóng âm rồi, Linh Chi có thể phải nằm xuống là mạng tiếp theo. Thắng bờ đô viết tốc biến ra ao tầm trụ, mạng không có một mạng nào để gỡ. Rồi được chưa? Được chưa? Tóc khủng lại tiếp tục là solo kill dành cho Giang Kiêu. Cuối cùng đã mang xuống tới mạng thứ 5 rồi. Nhưng mà Giang Kiêu solo kill chơi về bằng háng luôn rồi. Giang Kiêu solo kill kiểu này thì cũng không giải quyết vấn đề. Khi mà Minh Quân đang được bắn rồi, xuất hiện mạnh tráng được tung ra nhưng mà quá chậm. Hai vị trí chủ chốt như Rai hay là Saya thì đang khá là thọt. Tiếp tục đánh rồi. Tớp khủng nói tao cùi rồi, tao không chơi lỡ. Bắn rất rát. Vẫn đau nha. Ồ, không nam nhưng mà vẫn có được ở bên phong thần kiếm một dao hung tàn. Bắn rất chi là rát. Đến từ những chiến của tớp khủng. Hiện tại bây giờ nếu như cắt cử như thế này thì tớp khủng vẫn cũng không cảm giác cũng không sợ con Rai là mấy. Nhưng mà Giang Kiêu ở đây. Pha này thì khó cho Giang Kiêu rồi. Bây giờ tốc biến lệnh sóng âm, Giang Kiêu khả năng phải nằm xuống là rất cao rồi. Có bổ tiếp được không? Hút máu là tốt. Mạng dành cho Giang Kiêu. 1-3 nhưng mà đổi được một mạng. Giang Kiêu không pha xử lý rất tốt. Kéo E hụt rồi. Kéo cũng hụt luôn. Khó rồi. Quân đang chấp 2 trong tình huống này.
Em Quyền bình luận cái em Quyền. Để em đi lấy cái áo tay dài em che cái hình xăm thờ rét em vợ nè. Thì một pha gọi là kéo e hụt. Chung là bên phía của team Dino thì khá là nhiều sự kiện kéo chúng lên từ vị trí của Tika. Cô tốc khủng bị dính kéo, tốc khủng e vào và sử dụng tốc biến lên bắn tiếp, tốc khủng lại nằm xuống rồi. Linh Chi đang bị găm rất nhiều, không phải nằm xuống đến từ vị trí của Linh Chi. Một mạng dành cho bên phía của team Dino. Kéo đang có mặt ở đây. Còn chói không? Không còn. Phản dích của đám ghép đã có mặt ở đây, giảm áp lực cho đồng đội, bật cho mình là chiêu cuối. Quyết định nhảy đi. Con rồng thứ 3 của bán đấu đã xuất hiện. Rồng hòa kỹ. Nhìn TPK đánh của đầu Red như thế này thì tôi cảm giác rất chi là lạnh người. Tôi phải mang ngay cho mình một cái áo The Norfai. Đây là chiếc áo mà tôi đã từng sử dụng để đi Oysa ở Las Vegas. Tôi tự nhớ là cái thời kỳ thấy đưa cái đánh, tôi tự nhớ là cái thời kỳ hoàng kim của tôi khi mà tôi đánh gọi là support đó. Đợt đi All-Star là không biết là bình luận viên Chung là đi thi đấu All-Star luôn à? Đúng rồi anh Thập. Nhưng mà tôi lại có nhiều nguồn tin thì tôi thấy là anh đi qua đó để giao lưu giải đánh bài gì cơ mà. Đó, có đâu anh Thảo, đánh bài gì anh Thảo. Cái lần đầu tiên là do cái tập visa lần đầu cho nên là ban tổ chức không sắp xếp được thi đấu. Cho nên là lần đầu tiên ví dụ khi thi đấu hoang tai với là cái tư cách là gọi là khách mời KOL. Đó, còn là thứ hai là đi tham gia thi đấu lại tư cách là... Dịch chuyển của Giang Kiêu khá là nguy hiểm khi mà dịch chuyển giữa 4-5 thành viên. Giang Kiêu buộc phải sử dụng cho mình là tốc biến. Đó là do trục trặc visa cho nên là không thi đấu kịp. Đúng rồi, visa không thi đấu kịp. Còn là thứ hai là visa thì chắc chắn là được rồi, Jacker, tại vì mình đã đi một lần ở Vegas rồi cho nên là visa không thể nào mà sạch được hết á. Đó, cho nên là được truyền tên đăng ký thi đấu. Nhưng mà thi đấu dạng KOL thì chỉ thi đấu với đúng một là thể loại thôi. Hai người một máy, tự về, rất chi tốn thời gian. Thì lúc đó là những người bắt cặp của bình luận chung là ai nhỉ? Optimus đánh Lee Sin là mình núi à. Đúng rồi, lúc đó thì Optimus là đánh Lee Sin hơi dở cho nên là tôi là cái người cầm chuột, còn Optimus là cái người gọi là cầm bàn phím, thì chỉ cần nghe lời tôi thôi. Đúp kêu đúp là đúp, kêu quy là quy, điều khiển đi đâu là điều khiển đi đó. Thì giờ có một cái pha gọi là khá là ghê đấy. Đúng là con Lee Sin của tôi với là Optimus thì cũng quải các căn ở cái on tay nhiều rồi đó. Mọi người có thấy không, đây là cái giá trị của một người chơi master một con tướng. Tớ cũng có thể là cái giai đoạn đi lên nùi đánh nhau rồi. Giang Kiêu không thể nào mà chống chọi được rồi. Hai lượng đam, một đam phép và một đam gọi là sát lực như thế này thì Giang Kiêu không thể nào mà gọi là làm được gì trong tình huống này. Trụ lại khả năng là không cầm cự được nữa rồi. Nếu như mọi người không biết á thì đáng ghét này là một trong những cái thằng mà gọi là vô răng sang tôi nhiều nhất. Và nó là một trong những thằng mà gọi là cho tôi nhiều nhất luôn. Crit cao. Nhưng mà mình là tốc biến, crit cao đã nằm rồi. Mạng thuốc về cho tốc khủng. Gia van của Linh Chi đã phải nằm xuống, bật chiêu cuối đó chính là Hiu. Đổi lại cho mình mạng của Thường Sành Điệu. Ăn chóc của Giang Kiêu có mặt ở đây, móc lốp. Minh Quân đã sử dụng cho mình tốc biến. Ba hụt rồi, tốc khủng đang móc ở đằng sau. Một là thắng bật Rovip hay là Minh Quân hay gì đó thì mới có thể mà có cơ hội mà gỡ lại được. Chứ còn nếu mà để hai thành viên này còn sống thì khả năng là khá là khó rồi. Rồi, TWK không bị bắt, xuất hiện quanh chán luôn rồi, sẽ bắt buộc không còn cho mình tốc biến nữa. TWK đã phải nằm xuống. Giang Kiêu đang ở đây, Giang Kiêu bị gặp rất nhiều. Giang Kiêu đã phải nằm xuống rồi. Đang bên phía của Dino đang tháo chạy, Kiêu không còn cho mình là tốc biến và chiêu cuối nằm xuống là mạng thứ tư. Kiêu keo đã phải nằm vết sạch dành cho bên phía của quá ra kiêu. Cú tay tìm quá ra kiêu cho Minh Quân, khả năng là end game rồi. End game rồi, khó rồi. Trận đấu này thì quá xuất sắc cho hắn biết rồi. Minh Quân cùng với lại đáng ghét cũng làm rất tốt. Thường Thành Điệu thì
sau một cái trận đấu mà cảm giác không thành công thì từ trận điệu trong trận này cũng làm quá hay rồi. Con ra bạc thì là con ra bạc đang bị pin bởi thường trận điệu của Minh Quân đang nói chửi vô mặt Cao Tịch là chơi game mà dạng hắn à.